các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 24. Vấn đề quan hệ Trung Mỹ. Ngày 21 tháng 2 năm 1972, Tổng thống Nixon đến Bắc Kinh, mở đầu chuyến đi thăm Trung Quốc, đánh dấu một bước quyết định trong quan hệ mới giữa hai nước sau hơn 20 năm thù địch. Một nước lớn như Trung Quốc phải giữ đầy đủ vai trò của mình trong cộng đồng quốc tế. Đó là quyền và trách nhiệm của Trung Quốc. Việc nối lại quan hệ với Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Trung Quốc trở lại Liên Hợp Quốc và có quan hệ bình thường với tất cả các nước. Trung Quốc sẽ bàn bạc với Hoa Kỳ về vấn đề Đài Loan, vấn đề buôn bán giữa hai nước. Dư luận cho rằng Trung Quốc đi với Mỹ để chống Liên Xô hay ít nhất cũng lợi dụng sức mạnh của Mỹ làm đối trọng cân bằng với mối đe dọa của Liên Xô. Còn Mỹ thì cần Trung Quốc giúp đỡ để giải quyết vấn đề Việt Nam. Và cũng lúc đó thôi, hai bên mới cần đến nhau, còn chậm lại. Sau khi Mỹ đã thỏa thuận được với Việt Nam thì đương nhiên là không cần thiết nữa. Trong hội đàm giữa Chủ tịch Mao Trạch Đông và Tổng thống Nixon, hai bên tập trung vào vấn đề chiến lược toàn cầu. Như thông báo của Thủ tướng Chu Ân Lai cho Việt Nam hồi năm ngoái, vấn đề Đông Dương là vấn đề số 1. Và thực tế, trong hội đàm giữa hai vị lãnh tụ đó, vấn đề Đài Loan trở thành vấn đề thứ yếu. Chủ tịch Mao Trạch Đông đề cập đến sự có mặt về quân sự của Mỹ ở đây. Ám chỉ đến vấn đề Việt Nam, Mao Trạch Đông nói: "Các ông muốn đưa một số binh lính các ông về nước, binh lính của chúng tôi sẽ không được đưa ra nước ngoài. Và điều này đã đánh tan ác mộng của hai chính quyền Mỹ, tức Johnson và Nixon." Tác giả: "Lo sợ Trung Quốc can thiệp vào Đông Dương." Kissinger nhận thấy rằng Trung Quốc đã mở ra một mặt trận chung bằng một hiệp ước ngầm không xâm lược với chúng ta. Mối bất hòa giữa Hoa Kỳ và nước Trung Hoa mới đã chấm dứt. Nhiệm vụ hiện nay của hai bên là phải đối phó với khát vọng bá quyền. Kissinger ở Nhà Trắng. Sách đã dẫn, trang 1118. Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc, Tổng thống Mỹ đã nói nhiều về chính sách của Hoa Kỳ ở Đông Dương và Việt Nam. Đáp lại, Thủ tướng Chu cho rằng Trung Quốc ủng hộ Hà Nội. Ông yêu cầu chúng ta rút lui về quân sự ở Việt Nam, nhưng không bảo vệ chương trình chính trị về một chính phủ liên hiệp và lật đổ Thiệu như Hà Nội và những người chống đối chúng ta đòi hỏi. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, trang 1129. Kissinger kết luận, hai nước lớn tìm kiếm sự hợp tác không phải thông qua một hiệp nghị chính thức, mà bằng điều hòa một cách nhịp nhàng những sự thông cảm của nhau trong các vấn đề quốc tế có lợi ích của hai bên. Cả hai bên đều hiểu rằng một chiến lược hành động song song sẽ xuất phát từ đó. Sách đã dẫn, trang 1130. Trong thông cáo Mỹ-Trung ở Thượng Hải ngày 28 tháng 2 năm đó, hai bên tuyên bố không tìm kiếm bá quyền ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về vấn đề Đài Loan, thông cáo viết, tùy tình hình căng thẳng trong khu vực này giảm đi, Mỹ sẽ dần dần giảm lực lượng và cơ sở quân sự của Mỹ ở Đài Loan. Nghĩa là gắn vấn đề Đài Loan với tình hình khu vực. Năm hôm sau, khi thông báo cho các nhà lãnh đạo Hà Nội kết quả chuyến đi thăm của Nixon ở Bắc Kinh, Thủ tướng Chu Ân Lai đã nhấn mạnh lại, muốn bình thường hóa quan hệ Trung Mỹ, muốn làm dịu tình hình ở Viễn Đông, thì trước hết phải giải quyết vấn đề Việt Nam và Đông Dương. Vấn đề Đài Loan là bước sau. Vụ thông tin báo chí ngoại giao, sự thật về quan hệ Việt Nam-Trung Quốc 30 năm qua, trang 57. Nhân dân Việt Nam
qua lịch sử của mình cũng hiểu vì sao Trung Quốc đặt vấn đề Việt Nam lên trên cả vấn đề Đài Loan. Nixon rất hài lòng về kết quả chuyến thăm Trung Quốc. Giờ đây, Mỹ chỉ còn nhìn về phía Moscow để nghiền nát Việt Nam. Trần Hà, Tạp chí Thông tin Lịch sử Quân sự, số 4, tháng 4 năm 1991, trang 2. Hà Nội trả lời, mức độ và thời điểm. Bước vào năm 1972, quân ngụy Sài Gòn đã có tổng số quân là 1,04 triệu quân ngụy. Campuchia có 17 vạn, quân ngụy Lào có trên 8 vạn. Về Bình Định, chúng vẫn kiểm soát được trên 70% tổng số thôn ấp và 80% tổng số dân, lại là những vùng đông dân và kinh tế chủ phú. Về ta, cuối năm 1971, các đơn vị chủ lực của ta lần lượt trở lại chiến trường miền Nam, củng cố được địa bàn đứng chân dọc miền Tây các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ, đến đồng bằng sông Cửu Long. Vùng căn cứ giải phóng được tăng cường và có phần được củng cố từ U Minh, Đồng Tháp, rừng núi miền Đông Nam Bộ qua Tây Nguyên đến Trị Thiên, lại được nối thông với vùng giải phóng của nước bạn ở Hạ Lào kéo thẳng xuống Đông Bắc Campuchia. Số dân trong các vùng giải phóng ở miền Nam là 2,78 triệu, đông gấp 2 lần so với cuối năm 1970. Trần Hà, Tạp chí Thông tin Lịch sử Quân sự, số 4 tháng 4 năm 1991, trang 4. Giữa tháng 3 năm 1972, Hà Nội đánh giá. Năm 1972 là năm hết sức quan trọng trong cuộc đấu tranh giữa ta và địch trên cả ba mặt trận, quân sự, chính trị, ngoại giao. Nhiệm vụ quân sự cần kíp là đẩy mạnh tấn công quân sự, chính trị, binh vận, phát triển thế tiến công chiến lược trên toàn chiến trường miền Nam, đồng thời đẩy mạnh tấn công ngoại giao, phối hợp chặt chẽ với quân và dân Lào, quân và dân Campuchia, đẩy mạnh tấn công trên các chiến trường Đông Dương, đánh bại chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ, tạo ra một chuyển biến căn bản, làm thay đổi cục diện chiến trường ở miền Nam và cả trên bán đảo Đông Dương, giành thắng lợi to lớn, buộc Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên thế thua bằng một giải pháp chính trị có lợi cho ta mà chúng phải và có thể chấp nhận được. Ngày 30 tháng 3 năm 1972, quân dân miền Nam bất ngờ mở cuộc tấn công quy mô ở miền Nam trên các hướng Quảng Trị, Thừa Thiên, Bắc Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Long, Tây Ninh và đồng bằng khu 5. Hướng chủ yếu của đòn tấn công này là Quảng Trị, nơi tiếp giáp với miền Bắc, nơi có điều kiện để tập trung lực lượng và chỉ đạo, cũng như bảo đảm vật chất cho một chiến dịch quy mô. Chỉ trong mấy ngày, tuyến phòng thủ vành đai ngoài kiên cố nhất của Mỹ ngụy ở đường 9 Quảng Trị, phía nam sông Bến Hải, khu phi quân sự, đã bị đập tan. Tuyến phòng ngự của chúng ở Bắc Tây Nguyên, vùng Đắc Tô Tân Cảnh và Tây Bắc Sài Gòn cũng bị phá vỡ. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt. Ngày 24 tháng 4, quân ta giải phóng vùng Bắc Kon Tum và một số khu vực thuộc khu 5 và đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 1 tháng 5, quân ngụy bỏ chạy khỏi Quảng Trị. Hôm sau, quân giải phóng tiến vào giải phóng tỉnh Lỵ và tiếp tục truy kích quân địch về hướng Huế. Quân Mỹ và quân ngụy phản kích quyết liệt. Cuộc chiến kéo dài suốt cả mùa hè cho đến giáp mùa khô năm đó. Ngày 6 tháng 4 năm 1972, bất chấp cam kết của Mỹ năm 1968, Nixon hạ lệnh ném bom trở lại miền Bắc nước ta, cả Hà Nội, Hải Phòng, dùng cả lực lượng không quân chiến lược và chiến thuật. Trước đó, kết hợp với hoạt động quân sự, từ ngày 24 tháng 3, Nixon tuyên bố hoãn vô thời hạn các phiên họp công khai hội nghị Paris. Một vấn đề đặt ra cho ta lúc này, có tiếp tục nói chuyện với Mỹ nữa không? Ngày 17 tháng 4, một ngày sau khi Mỹ dùng B-52 ném bom thành phố Vinh, Lê Đức Thọ, lúc đó còn ở Hà Nội, và Nguyễn Duy Trinh điện cho Xuân Thủy như sau. Một, việc Mỹ ném bom lại Hà Nội, Hải Phòng, đó là một bước leo thang rất nghiêm trọng
để cứu vãn tình thế đang suy sụp ở miền Nam và gây áp lực đối với ta. Hành động này không chứng tỏ chúng mạnh mà còn làm rõ thêm chỗ yếu nhưng liều lĩnh của Nixon. Bộ Chính trị đã thảo luận và quyết định tiến hành cuộc chiến ở miền Nam như kế hoạch đã định và có kế hoạch mọi mặt đối phó với cuộc chiến tranh không quân, hải quân đối với miền Bắc để đánh bại Mỹ. Chúng càng thua ở miền Nam thì việc đánh phá miền Bắc sẽ ác liệt hơn. 2. Hiện nay, mặc dù Mỹ tăng cường đánh phá miền Bắc, ta vẫn chủ trương duy trì hội nghị Paris. Nếu ta bỏ hội nghị thì không lợi vì Mỹ sẽ đổ trách nhiệm cho ta và sẽ vin vào cớ đó để đòi triệu tập hội nghị quốc tế về Việt Nam và Đông Dương. Trong hoàn cảnh Liên Xô và Trung Quốc đều hòa hoãn với Mỹ, họp hội nghị quốc tế để giải quyết sẽ bất lợi cho ta. Ta cần duy trì hội nghị Paris để làm diễn đàn tuyên truyền có lợi cho ta và sau này trực tiếp giải quyết với Mỹ. Việc duy trì diễn đàn Paris không phải ta yếu, mà chính là dùng diễn đàn này phối hợp với chiến trường để đấu tranh với Mỹ. 3. Cho nên hiện nay tại Paris, ta vẫn đấu tranh, vừa lên án Mỹ và đòi Mỹ chấm dứt ném bom bắn phá miền Bắc, vừa đòi Mỹ họp lại hội nghị Paris như thường lệ. Ta vạch rõ, nếu Mỹ tiếp tục ném bom và đánh phá miền Bắc và tiếp tục ngừng không thời hạn hội nghị Paris thì Mỹ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tại Paris, một cuộc đấu tranh khá gay gắt bằng công hàm diễn ra giữa hai đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Hoa Kỳ. Lúc đầu xoay quanh việc ấn định ngày họp riêng giữa Lê Đức Thọ và Xuân Thủy với Kissinger mà phía Mỹ đã đề nghị vào tháng 2. Tiếp sau đó là chung quanh việc ấn định ngày họp bí mật và ngày họp lại hội nghị công khai. Việt Nam đòi Mỹ có họp lại như thường lệ phiên công khai thứ 146 tại phố Kuhlenbeck thì ta mới đồng ý họp bí mật vào 15 tháng 3 1972. Mỹ đồng ý nhưng hoãn cuộc họp bí mật đến 20 tháng 3. Nhưng từ mùng 1 đến mùng 5 tháng 3, Mỹ liên tục ném bom nhiều nơi ở miền Bắc và cũng chưa ấn định ngày họp thường lệ của hội nghị công khai. Ta lùi ngày họp riêng đến 20 tháng 4. Ngày mùng 2 tháng 4, phía Mỹ báo cho ta biết họ sẽ họp lại phiên toàn thể ở Kuhlenbeck vào 13 tháng 4. Nhưng 4 hôm sau, đúng ngày Nixon hạ lệnh ném bom trở lại miền Bắc, đoàn Mỹ lại hoãn phiên họp công khai đến 20 tháng 4 để phản đối ta tiếp tục tấn công qua khu phi quân sự, vi phạm quy chế khu phi quân sự và tấn công tiếp vào quân khu 3 và quân khu 4 của chính quyền Sài Gòn, vi phạm thỏa thuận ngầm năm 1968. Ngày 15 tháng 4, trong công hàm với lời lẽ gay gắt gửi cho Mỹ, đoàn ta vạch rõ: 1. Hoa Kỳ đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, vi phạm Hiệp định Geneva về Việt Nam. 2. Hoa Kỳ đã cam kết chấm dứt hoàn toàn và không điều kiện việc ném bom bắn phá miền Bắc. Hành động của Hoa Kỳ đã vi phạm cam kết đó, không có thỏa thuận ngầm nào khác cả. 3. Hai bên đã thỏa thuận rằng các cuộc gặp riêng phải song song với phiên họp hội nghị bốn bên và Việt Nam đề nghị họp công khai vào 27 tháng 4 và họp bí mật vào mùng 6 tháng 5 năm 1972. Lý do ta đưa ra là cần có đủ thì giờ cho cố vấn Lê Đức Thọ đang bận những việc quan trọng ở Hà Nội qua Paris. Mỹ tuyên bố sẵn sàng họp lại hội nghị bốn bên vào 27 tháng 4 nhưng vẫn yêu cầu gặp riêng vào 24 tháng 4. Cuối cùng, hai bên thỏa thuận họp công khai 27 tháng 4 và gặp riêng vào mùng 2 tháng 5 năm đó. Tháng 4 năm 1972, Liên Xô và Mỹ chuẩn bị hội nghị cấp cao hai nước. Lợi dụng cơ hội này, Mỹ ra sức gây áp lực với Liên Xô. Đại sứ Liên Xô ở Hà Nội, Sebakov, đã liên tiếp gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng 14 tháng 4, Nguyễn Duy Trinh 15 tháng 4 và Tổng Bí thư Lê Duẩn 17 tháng 4, thông báo nội dung sau đây. 1. Trong hội đàm gần đây với Đại sứ Dobrynin ở Washington,
Kissinger nói, nếu tại cuộc gặp riêng 24 tháng 4 tới, phía Việt Nam muốn thảo luận nghiêm túc các con đường đi tới giải pháp, thì Hoa Kỳ sẽ có thái độ tương tự. Hy vọng cuộc họp đó có thể giúp cho quan điểm hai bên gần lại nhau, mà không để lại cuộc thảo luận công khai làm băng giá những quan điểm đó. Có thể là bước ngoặt quyết định trong việc tìm kiếm hòa bình. Nếu không như vậy, thì bế tắc cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Nixon không để quân đội Mỹ và Sài Gòn bị đánh tan, và sau khi Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thực tế tung hết vào miền Nam các đơn vị chính quy của mình, có thể rơi vào tình thế hết sức khó khăn nếu đối phương mở một chiến dịch lớn ngay trên lãnh thổ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nixon còn để lộ, nếu tổ chức một cuộc gặp bí mật giữa Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Kissinger thì tốt. Nhân dịp Kissinger đi Liên Xô từ ngày 21 đến 23 tháng 4 để chuẩn bị cho chuyến đi của Nixon. Nhưng Kissinger cũng sẵn sàng gặp ở Paris. 2. Kissinger nói, Nhà Trắng đánh giá Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa khước từ cuộc gặp ngày 24 tháng 4 là một bằng chứng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không muốn thương lượng nghiêm chỉnh và muốn đánh đổ thêm một tổng thống nữa của Mỹ. Do đó Nixon đã ra lệnh đánh phá khu vực Hà Nội, Hải Phòng. Song, Mỹ sẽ không đánh phá Hải Phòng, Hà Nội và các mục tiêu quân sự chiến lược quan trọng khác của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa chừng nào còn đàm phán thông qua Liên Xô về việc tổ chức gặp bí mật. Nixon đồng ý tiếp tục cuộc đàm phán chính thức ở Paris vào ngày 27 tháng 4. Như vậy, điều kiện tiến hành song song những cuộc gặp gỡ đó với cuộc đàm phán chính thức do Hà Nội đưa ra sẽ được đáp ứng. Mỹ cũng đồng ý là hai hình thức đàm phán phải hỗ trợ cho nhau. Nếu Hà Nội muốn chuyển ngày gặp bí mật đến gần ngày 27 tháng 4 hơn để thực hiện công thức song song của mình, thì Nixon cũng có thể đồng ý tổ chức cuộc gặp vào 25 tháng 4. Mỹ vẫn tiếp tục lợi dụng hòa hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để tác động đến vấn đề Việt Nam, lợi dụng chuyến đi thăm Liên Xô của Nixon để thúc đẩy vai trò trung gian của Liên Xô trong việc giải quyết vấn đề Việt Nam. Mặt khác, Liên Xô vẫn tiếp tục có ý đồ muốn làm trung gian trong vấn đề Việt Nam, nhất là trong hoàn cảnh gần đây. Đến ngày Nixon đi Liên Xô, ta đang đánh mạnh ở miền Nam, Mỹ ném bom miền Bắc. Nếu hai bên cứ tiếp tục găng về quân sự mà không nối lại cuộc đàm phán thì sẽ gây khó khăn cho việc Liên Xô tiếp Nixon. Ta từ chối không gặp Kissinger ở Moscow. Ngày 25 tháng 4, sau khi cố vấn Nhà Trắng rời Liên Xô, Katusev, trưởng ban đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, sang Hà Nội, thông báo cho ta những nét lớn về giải pháp mà Mỹ đề ra như sau. 1. Quân sự. Giảm bạo lực đi đến một giải pháp chính trị. Hoa Kỳ sẵn sàng rút hết quân Mỹ, cả căn cứ và nhân viên quân sự, trong một thời gian khi hai bên thỏa thuận về nguyên tắc của giải pháp. Đây là nhượng bộ lớn của Hoa Kỳ. Song song với việc này, Việt Nam phải thả hết tù binh Mỹ. Hoa Kỳ sẵn sàng chấm dứt cung cấp vũ khí cho Sài Gòn nếu Việt Nam cam kết không tranh thủ thêm vũ khí của đồng minh. Như vậy, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tiếp tục đấu tranh chống chính quyền Sài Gòn mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài. Hoa Kỳ sẵn sàng chấp nhận bất cứ kết cục nào của cuộc chiến tranh này. Hoa Kỳ sẵn sàng rút các lực lượng không hải quân được tăng cường sau 29 tháng 3. Nếu Việt Nam rút 6 sư đoàn mới đưa vào miền Nam sau 29 tháng 3. Hoa Kỳ sẵn sàng chấm dứt mọi hành động đánh phá miền Bắc nếu Việt Nam tôn trọng khu phi quân sự. 2. Chính trị. Giải pháp tiếp tục sau vấn đề quân sự trên cơ sở lực lượng so sánh thực tế ở miền Nam. Giữa điểm 2 của Việt Nam và điểm tương ứng trong 8 điểm của Hoa Kỳ có những nhân tố giống nhau. Việt Nam là chính phủ 3 thành phần, Mỹ là bộ máy tuyển cử 3 thành phần và chính quyền Sài Gòn không có thiệu. Chú thích của tác giả. Từ đó, có thể đi đến thỏa hiệp. Trong gặp riêng, Hoa Kỳ muốn Việt Nam cho biết tên người muốn đưa vào chính phủ Sài Gòn.
Hoa Kỳ không sẵn sàng lật thiệu một cách đơn giản. Giải quyết giữa các bên miền Nam về vấn đề chính trị, Mỹ và miền Bắc chỉ giải quyết vấn đề quân sự. Mỹ sẵn sàng chấp nhận kết quả giải quyết này. 3. Về đàm phán. Hoa Kỳ muốn đàm phán nghiêm chỉnh, đi đến kết quả cụ thể, dù chỉ là tạm thời. Trong cuộc gặp riêng ngày 2 tháng 5, Mỹ đề nghị hai bên ra tuyên bố sẽ có những cố gắng nghiêm chỉnh trong đàm phán để đi đến giải quyết vấn đề Việt Nam trong năm. Trước và trong đàm phán sắp tới, hai bên giảm mức độ bạo lực không đánh lớn để tạo không khí. Việt Nam tôn trọng khu phi quân sự, Mỹ chấm dứt ném bom miền Bắc, hai bên thả tù binh bị giam lâu trên 4 năm. Hoa Kỳ sẵn sàng nghe phản đề nghị đối với 8 điểm. Trong khi thông báo, Kutuzov còn nói thêm một số ý Mỹ đe dọa. Mỹ không cho phép kéo dài trong năm bầu cử tổng thống. Nếu phía Việt Nam không thỏa hiệp, Mỹ sẵn sàng mở rộng chiến tranh đối với miền Bắc Việt Nam, sẽ có biện pháp kiên quyết làm cho miền Bắc không còn tiềm lực quân sự, kinh tế để đánh lớn. Mỹ kiên quyết rút ra khỏi chiến tranh với bất cứ giá nào, bất cứ biện pháp nào, bất chấp mọi áp lực quân sự đối với Mỹ. Khi nói về điểm này, Kutuzov cũng để lộ Mỹ có thể phong tỏa cảng Hải Phòng. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.